Thôi, xin chào Minh Anh. Chào thầy. Hôm nay là ngày em đến nhận thưởng với chương trình cam kết khóa học 20 ngày 5 điểm rưỡi. Thì em học được 18 ngày đã thi và cũng đạt được cái kết quả như mong muốn. Thì cái cảm xúc bây giờ của em như thế nào? Em rất là bất ngờ với lại vui, tại vì không nghĩ là mình sẽ được 5.5. Trong đầu thì em nghĩ là em có thể làm tốt hơn ở phần nói, nhưng mà do là ở cái phần part 2 em nói nhanh quá nên em nghĩ là em bị trừ điểm ở phần part 2. Dạ, còn cái phần reading thì điểm của mình là chỉ có 5 thôi, thì em có chia sẻ kinh nghiệm gì? Dạ, tại vì là do em writing em không được giỏi cho nên em tập trung ôn writing, cho nên là em quên mất phải ôn reading, cho nên là khi thi thì điểm hơi thấp chút xíu. Em có muốn thi lại lần nữa để đạt cái điểm cao hơn không? Dạ có. Nhưng mà em muốn là học thêm một khóa nữa rồi sau đó mới thi, thì lúc đó chắc chắn điểm của em sẽ được cải thiện. Ok, em cần cái điểm 5.5 đó để làm gì? Dạ, để em làm phỏng vấn đi du học. Ok, rồi trong quá trình học thì em ấn tượng nhất điều gì ở cái lớp của mình? Dạ, thầy rất là vui với lại gần gũi tụi em, rồi còn đi uống cà phê này nọ nữa, nên em rất là thấy thoải mái khi học ở A không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em có muốn chia sẻ kinh nghiệm gì với các bạn sắp sửa thi hay không? Theo em thì các bạn nên lắng nghe những cái tip của thầy Giang, bởi vì nó sẽ rất là hữu ích khi mà các bạn vô phòng thi. Dạ. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của em ha, và chúc em thành công trên con đường đi du học sắp tới của mình. Dạ, cảm ơn thầy. Tạm biệt.